Mọi người và các bạn đã bây giờ tôi mới đứng ở cổng chợ mà ở chợ xã Chính Bích mới đã thấy các cái hàng hóa rất nhiều mọi người và các bạn. Đấy tức là ở đâu cổng chợ đấy. Bây giờ đây mọi người các bạn nha, thấy chưa? Đây là đây, nhỏ đó chị Hì. Đây nhỏ này là của nhà hay là chị lấy ở đâu? À thế. À tức là mọi người ơi có nhu cầu mua nhỏ sạch này, hoa quả sạch này thì đến đầu cổng chợ Chính Bích đây, tôi mới có mặt ở cổng chợ mà thấy các cái hàng sạch rất nhiều mọi người và các bạn. Đây, nếu như mua hàng sạch thì mọi người ở cổng chợ Diện Bích thì mọi người hãy gặp hai chị đây nha. Hai chị bán hàng sạch đấy. Ông ơi, quay cháu ơi. Ờ, đây nha. Đây nha, hàng sạch ở cổng chợ Diện Bích. Ái nha, đây, cổng chợ Diện Bích. Toàn hàng sạch cả, mọi người ạ. Đây, gặp chị đây để mua hàng sạch ở cổng chợ Diện Bích. Cổng chợ Diện Bích của xã Diện Bích chúng tôi. Các cái hàng hóa tuyệt vời mọi người ạ. Nha, nếu mọi người có nhu cầu thì đến cổng chợ Diện Bích, rất đủ các mặt hàng, toàn hàng sạch. Cái hàng này quá tuyệt vời. Mới chờ các chợ này rất nhộn nhịp. Chợ này quang cảnh rất đẹp mọi người và các bạn. Đây, mọi người và các bạn nha. Đây, ai có nhu cầu mua hàng sạch thì đến cổng chợ Diện Bích nha. Ở xã Diện Bích quê hương chúng tôi nha. Vâng, chạy lùi đồ chạy thì các bác làm ở chùa quá mà. Vâng, đây. Đây, đúng rồi, mọi người ơi, tức là đồ chạy của chị mà hơn nữa chị là cùng một Phật tử tham gia ở chùa quán quê tôi đấy. Nha. Là đạo tràng trưởng của đạo tràng Diện Bích. À, đạo tràng Diện Bích, đấy. Chắc có lẽ các cái ngày lề ở trên đó chị đều có mặt ở xã Diện Bích nha. Vâng. Ở chùa quán. Dạ, vì con là đạo tràng trưởng cho nên... À, đạo tràng trưởng đây nha, mọi người nha, rất quý. Rất quý. Chị ơi, tôi quê cũng ở xã Diện Bích nha, ở đâu cổng làng đấy. Mà chuyên môn làm phim mà chùa của Am mà. Cháu chỉ biết bác viết thôi, bác viết hay làm phim ở chùa của Am. Ở đây nha. Đây, mọi người có nhu cầu thì gặp Phật tử ở xã Diện Bích đây. À, nha. Bán thủy thân nha, ở cô thân bán đồ chay ở Diện Bích, chợ Diện Bích. À, thôi được, cảm ơn chị nha. Rồi một ngày nào chắc chắn là gặp chị ở chùa của Am nha. Và chúc chị sức khỏe nha. Đấy mọi người và các bạn ơi, bây giờ tôi đã có mặt ở đầu cổng chợ Diện Bích, xã quê hương chúng tôi ở Diễn Châu đây. Bây giờ mọi người có nhu cầu mua hàng sạch nha. Toàn hàng sạch hàng ngon cả. À, toàn hàng sạch đấy. Tức là khác với các chợ khác mọi người và các bạn nha. Tức là hầu như là cây nhà lá vườn cả. Đây nha mọi người nha. Hơn nữa là các chị, các bà chủ này rất vui tính. Thấy chưa mọi người, thấy không? Ôi trời ơi, đây cái vải này là chị bên cấn hay là bên cấn, một cấn bao nhiêu chị? 30.000 một cấn. Ôi trời ơi, một cấn chỉ có 30.000 thôi mọi người và các bạn ơi, ở đầu cổng chợ xã Diện Bích quê hương chúng tôi nha. Đây tức là gặp bà chủ ấy nha. Quá tuyệt vời luôn mọi người và các bạn. Đây, toàn làng sạch ở quê nhà cả. Đây mọi người nha. Mọi người nha. Đấy mọi người và các bạn ơi, tôi lại đứng trước quầy hàng. Tức là đủ các cái thể loại, tức là mũ nón từ trẻ em đến người già, đầy đủ cả, rất đủ. Rất nhiều hàng mọi người ơi. Đây. À, đây là chị, đây là Phật tử ở chùa Cổ Am quê hương Diện Bích chúng tôi đây. Đây chị rất hiền hậu mà rất tử tế, đúng là Phật tử là đúng đấy mọi người ạ. Đúng là Phật tử là đúng. Rất hiền hậu nha. Đây tức là các cái cảnh tức là ở cửa hàng đấy mọi người ơi. Đây nha. Ở đây mọi người nha, tức là cái bảng quảng cáo, nếu như mọi người có nhu cầu thì đến cổng chợ xã Diện Bích quê hương chúng tôi nha. Đây, thấy chưa, bảng quảng cáo tuyệt vời không mọi người và các bạn. Đây nha, bây giờ tôi lại đi sâu hơn vào ở trong quầy hàng để mọi người thấy những cái món mặt hàng ở đâu cổng chợ xã Diện Bích nha. Đây nha, đây gặp bà chủ đây mọi người nha, đủ các mặt hàng luôn. Đây bà chủ rất vui tính mọi người ạ. Đây tuyệt vời luôn. Đây nha. À chị ơi, chị thấy là gì chị, để cho mọi người họ biết thôi, để luôn. Cháu là Nguyễn Thị Châu. À tức là gặp chị Châu nha, thấy chưa, hình ảnh của chị tuyệt vời, mọi người rất hiền hậu. Đây nha, bán mật hơn rất niềm nở đón khách mọi người ơi. Đấy ở trên kia đủ các cái mặt hàng, nhà tuy là không rộng lắm nhưng mà đủ các loại mà hàng, mà cửa hàng rất sạch sẽ tuyệt vời luôn. Đây nha,
tuyệt vời mọi người và các bạn nha. Đấy, thấy chưa? Mọi người các bạn nhìn lại hình dung, tức là hình ảnh của chị để nếu như có nhu cầu thì đến đầu cổng chờ Diễn Bích quê hương chúng tôi nha. Anh nha. Đây. Mọi người thấy không? Tuyệt vời không? Nếu mọi người thấy video này hay thì hãy chia sẻ, đăng ký kênh Trung Hoàng ủng hộ tôi nha, mọi người và các bạn nha. Bây giờ tôi sẽ giới thiệu với mọi người các cái quan cảnh ở các cái cửa hàng khác, mọi người và các bạn nha.